Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trụ vào căn lành nào, để khi muốn làm lợi ích các hữu tình phải thọ thân bằng danh, Phật dạy. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát có căn lành nào mà không được viên mãn, nhưng các đại Bồ Tát vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên tất cả căn lành đều được viên mãn, nghĩa là các Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến ngồi tòa Bồ Đề, không có căn lành nào mà không được viên mãn, cần phải làm viên mãn đầy đủ tất cả pháp lành mới được chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu chưa viên mãn bất cứ một pháp lành nào mà đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì không có việc đó. Cho nên Bồ Tát từ mới phát tâm cho đến lúc hồi tòa Bồ Đề, trong giai đoạn đó thường học viên mãn tất cả pháp lành, học xong sẽ đạt được trí nhất thiết tướng, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả thập khí tương tục mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Vì sao đại Bồ Tát thành tựu pháp trắng và chân thánh trí mà còn thọ thân bằng sanh ở các cõi ác? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào, Như Lai có thành tựu tất cả pháp trắng và chân thánh trí không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thành tựu tất cả pháp trắng và chân thánh trí. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào, Như Lai có hóa làm thân bằng sanh để làm các Phật sự lợi ích cho chúng sanh hay không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai có hóa làm thân bằng sanh để làm các Phật sự lợi ích cho hữu tình. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào, khi Như Lai hóa làm thân bằng sanh là có thật là bằng sanh vị các khổ không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, khi Như Lai hóa làm thân bằng sanh, chẳng phải thật là bằng sanh bị các khổ ở đó. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng vậy, mặc dù thành tựu pháp trắng và chân thánh trí, nhưng đó là vì thành thục hữu tình được thành tựu, nên mới dùng phương tiện thiện xảo thọ thân bằng sanh, tùy theo căn cơ mà thành thục các loại hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào, có A-la-hán nào đoạn tận các lậu mà có thể hóa thân làm các sự nghiệp, rồi nhờ sự nghiệp ấy mà có thể làm người kia sanh tâm hoan hỷ không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, có A-la-hán nào các lậu đã đoạn tận có thể hóa thân để làm các sự nghiệp, nhờ sự nghiệp ấy mà có thể khiến cho người rất hoan hỷ? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng vậy, tuy thành tựu pháp trắng và chân thánh trí, nhưng vì lợi ích cho các loài hữu tình mà dùng phương tiện thiện xảo, thọ thân trong đường ác ứng hiện như vậy để giáo hóa các loại hữu tình được thành tựu. Tuy thọ thân như vậy nhưng không bị các khổ não, cũng không bị tội lỗi của cõi đó làm ô nhiễm. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào, có nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta hóa làm những việc như voi, ngựa, vân vân, làm cho mọi người thấy thích thú, nhưng đó có phải voi, ngựa, vân vân thực sự không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, đó không phải voi, ngựa, vân vân thật. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng vậy, mặc dù thành tựu pháp trắng và chân thánh trí, nhưng vì làm lợi ích cho các loài hữu tình mà thị hiện thọ các loại thân bảng sanh, tuy thọ thân như vậy nhưng thật chẳng phải là bảng sanh, cũng không bị tội lỗi của loài ấy làm ô nhiễm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo rộng lớn như vậy, tuy thành tựu pháp trắng và chân thánh trí, nhưng vì hữu tình mà thọ các loại thân, tùy theo từng loài mà ứng hiện làm lợi ích. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trụ vào những pháp nào để có thể làm những phương tiện thiện xảo như thế, tuy thọ đủ loại thân hình trong các loài, nhưng không bị tội lỗi của loài đó làm ô nhiễm. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể làm phương tiện thiện xảo như vậy, nhờ năng lực phương tiện thiện xảo này mà mặc dầu đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để hiện các loại thân làm lợi ích an lạc cho các loại hữu tình đó, nhưng ở trong đó không có chấp trước. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sở đắc, nghĩa là hoàn toàn không có người nhiễm, bị nhiễm và pháp nhiễm. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp đều không.
Thiện hiện nên biết cái không còn không thể nhiễm trước không, không cũng không thể nhiễm trước các pháp khác, cũng không có pháp khác có thể nhiễm trước không. Vì sao? Vì tánh không, trong cái không còn không thể đắc, huống chi có pháp khác để có thể đắc, như vậy gọi là bất khả đắc không. Các đại Bồ Tát an trụ trong đây mà có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn làm lợi ích cho các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ an trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có thể hành phương tiện thiện xảo như thế, hay là cũng an trụ vào các pháp khác? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng lẽ có pháp nào đó không được bao gồm vào trong bát nhã ba la mật đa mà ông nghi ngờ như vậy? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tự tánh nó là không. Vì sao có thể nói được bát nhã ba la mật đa sâu xa này bao gồm tất cả pháp? Chẳng lẽ trong cái không nói có pháp bao gồm và không bao gồm hay sao? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng lẽ tánh không của các pháp không phải các pháp sao? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu tánh tất cả pháp, tánh không của tất cả pháp há trong cái bất không mà bao gồm tất cả pháp? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, do nhân duyên này mà bát nhã ba la mật đa sâu xa này bao gồm tất cả pháp. Thiện hiện nên biết, Bồ Tát trụ vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có thể hành phương tiện thiện xảo như thế. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ vào trong tự tánh không của các pháp để phát ra thần thông ba la mật đa, an trụ vào thần thông ba la mật đa đó có thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn, được thọ lãnh chánh pháp của chư Phật mà gieo trồng vô lượng căn lành thù thắng? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì thấy khắp mười hằng hà sa số thế giới chư Phật và nhiều chư Phật cùng nhau nói tự tánh các pháp đều là không, chỉ có giả nói danh tự của thế tục mà thôi, nói là thế giới Phật, chúng tăng và pháp. Như vậy danh tự mà thế tục giả nói thì tự tánh của nó cũng đều không. Thiện hiện nên biết, nếu thế giới chư Phật trong mười phương cùng nhau thuyết pháp, giả nói danh tự mà tự tánh chẳng phải không, thì cái không mà được nói ra đó sẽ thành một phần, vì cái không nói ra chẳng phải thành một phần, nên tự tánh của tất cả pháp đều là không, lý của nó tròn đầy, không hai không khác. Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do quán thấy là không, dùng phương tiện thiện xảo mà phát sanh thần thông ba la mật đa, an trụ vào bát nhã ba la mật đa đó có thể phát sanh thiên nhĩ, thiên nhãn, thần cảnh, tha tâm, túc trụ, tùy niệm và biết lậu đã tận, trí tuệ thông suốt vi diệu. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát không xa lìa thần thông ba la mật đa thì có thể tự tại thành thục hữu tình, trang nghiêm, thanh tịnh cõi Phật để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên thần thông ba la mật đa là đạo Bồ Đề. Các đại Bồ Tát đều y vào đạo này mà cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi cầu có thể tự mình viên mãn tất cả pháp lành, cũng có thể dạy bảo người khác tu tập các pháp lành. Vì làm những việc như vậy, nhưng đối với pháp lành đó, đại Bồ Tát đều không chấp trước. Vì sao? Vì đại Bồ Tát đó biết tự tánh của các pháp lành đều không, chẳng phải tự tánh không mà có chấp trước. Nếu có chấp trước thì có vị ngọt của ái, do không chấp trước nên không có vị ngọt của ái. Vì trong tự tánh không có vị ngọt của ái mà người hưởng vị, sự hưởng vị và pháp được hưởng vị ở trong pháp không đều không thể đắc. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong thần thông ba la mật đa mà phát sanh thiên nhãn thanh tịnh hơn người. Dùng thiên nhãn này thấy tự tánh của tất cả pháp đều là không. Vì thấy tự tánh của tất cả pháp đều không, nên không dựa vào tướng của các pháp để tạo ra các nghiệp. Mặc dù vì hữu tình nói pháp như vậy, nhưng cũng không thấy tướng của các hữu tình và pháp được thuyết. Đại Bồ Tát ấy lấy vô sở đắc làm phương tiện, sanh ra các thần thông thủ thắng của Bồ Tát, dùng thần thông này làm tất cả sự nghiệp mà cần nên làm. Đại Bồ Tát ấy
dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn người, thấy khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, thế rồi phát tâm